Rồi cả nhà, hôm qua cả nhà coi cái video mà mực xào chua ngọt xong không? Anh em comment quá trời luôn, ta hưởng ứng quá trời luôn, nói trời ơi. Anh ơi chỉ cái đó, cái món nói xong em làm đại đá một cái nha. Trời ơi, ta đi tiền gấp đôi không, quá đã luôn. Anh có món nào tương tự không? Ừ, ok cả nhà, tiếp tục series về mực nha. Hôm nay vui xí hướng dẫn cả nhà nha. Một món ăn về mực cũng tương tự đó, có thể làm đại đám được, đại tiệc được. Ngoài ra mình có thể là vừa ăn cơm cũng được, rất là ngon, rất là bắt đầu cơm. Ngoài ra mình có thể là giống như là uống sinh tố nó mà càng ngon thêm. Đó là cái món này nhất là mấy người thích ăn mà tính đồ ăn cay thơm nha, rất là ngon luôn. Đó là hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho nhà nè cách làm mực xào sa tế nha, cay thơm dễ chịu, giòn sực sực, dễ làm tới nhà. Cái nhà sợ sa tế cay không, nhưng mà quân sẽ hướng dẫn nhà xào sao mà nó vừa nhà vừa tới ăn rất là ngon, nó thấm rất đều mà cái mùi thơm rất dễ chịu mà cũng không cay. Con mực á thịt nó rất là giòn tan nha và hòa quyện với gia vị rất là ngon. Rồi cả nhà, tiếp tục như cả nhà, đối với những món ăn quân á thì quân sẽ làm tiêu chuẩn nè cả nhà, nhớ phải làm theo y chang nha. Ở đây quân sẽ xài một con mực ống tầm khoảng 300g, làm sạch sẽ và cắt ra từng khoanh như vậy và cắt lâu. Tiếp theo mình sẽ có xài ở đây là, đây mình sẽ xài ớt chuông nha, ớt chuông Đà Lạt thì mình làm ba màu cho cái bữa tiệc mình đặc sắc nha. Bình thường nếu mà cả nhà ở nhà không có làm ăn mà không đãi tiệc á, ăn ở nhà hoặc đấy cần một loại là được. Nhưng mà khi ba loại ớt như vậy rất là đặc sắc mà làm bữa ăn rất là cuốn thêm nha. Là ớt chuông màu đỏ, màu xanh, màu vàng, và ba cái thì nó có mùi khác nhau, mình tạo một thêm hương vị rất là ngon luôn. Tiếp theo đây mình sẽ xài là hành tây, gốc hành thì ở đây có 10 gốc hành và đây là ba cọng cần tàu. Hành tây thì xài đây là một củ nhỏ. Rồi còn đây là mỗi thứ là tầm khoảng là 1/3 cái nha, mà màu đỏ nhiều cho nó đẹp nha. Đây là ớt chuông, nửa trái ớt chuông đỏ, 1/3 trái ớt chuông xanh, 1/3 trái ớt chuông vàng, và bao gồm đó là những nguyên liệu cần thiết thì cần phải có gia vị để tạo ra hòa quyện món ăn thêm ngon. Thì bao gồm có đây nè, tỏi băm, hành tím băm, xào sa tế thì không thể thiếu, đây là sa tế các nhà. Ở đây em sẽ xài sa tế tôm các nhà. Tiếp theo đây mình sẽ có là dầu hào, đường, bột ngọt, tương ớt. Và để lên cái màu sa tế đặc sắc á, sa tế nó cũng có là dầm màu điều rồi, nhưng cả nhà sẽ xài thêm một chút xíu màu điều. Màu điều để tạo thêm màu lên rất là đặc sắc. Bây giờ mời cả nhà vào bếp cùng em để học cái công thức, cái bí quyết. Thường cả nhà ở nhà làm hoặc là những người nội trợ làm sai cách nên con mực nó không được giòn sực sực cả nhà. Thì để làm được con mực giòn sực sực thì quân sẽ hướng dẫn cả nhà cái cách nha. Khi mình xào mực là mực sạch á, mực nó sẽ ra nước. Thì bây giờ mình sẽ trụng mực sơ qua cả nhà ơi, mình phải trụng con mực sơ qua nó, chảo nó sôi như vậy nha. Khi mà trụng như vậy nè, giúp con mực nó săn lại, với thay là con mực nó giòn. Cả nhà khi mà cả nhà làm như vậy thì biết cái chỗ mình là cái chỗ mình mua mực nó có tươi không luôn. Nếu mà thật sự mực tươi quá, con mực nó rất là săn và giòn. Và tiếp theo là con mực mình trụng nước sôi mình lột như vậy, nó sẽ ra cái nước cho cả nhà. Nó ra cái nước mà nó chứa trong người đó. Cả nhà thấy không? Mực rất là tươi và nó săn ra nè. Và nhìn rất là ngon miệng nha. Giờ ok rồi mình vớt mực ra cả nhà. Rồi nghe cả nhà ơi, đầu tiên mình nha, cho dầu vào chảo làm nóng dầu nha. Để món ăn ngon phải có hành với tỏi, hành tím và tỏi phi cho thơm. Rồi sau khi phi hành tím và tỏi thơm rồi, mình sẽ cho mực vô xào xào cả nhà. Bây giờ mình xào cho mực nó săn và cho nó thơm rồi nha. Rồi mình xào mực tầm khoảng được 30 giây, tiếp theo mình sẽ cho là ớt chuông và hành tây vào. Rồi mình sẽ bỏ tầm khoảng 1 miếng nước vào nha, khoảng 2 muỗng nước ăn nha. Bây giờ cả nhà nhớ xem phút này nha, ông nào mà không xem phút này là không coi được cái công thức nè. Đầu tiên nha, mình sẽ có 1/8 muỗng bột ngọt. Tiếp theo mình sẽ có nửa muỗng đường. Tiếp theo mình sẽ có là 1 muỗng tương ớt. Tiếp theo là mình sẽ có 1 muỗng dầu hào. Món chính của nó đây là sa tế nha, 1 muỗng sa tế. Và cuối cùng món ăn màu lên đặc sắc đẹp hay không, mình sẽ có nửa muỗng màu điều để màu lên đẹp nha cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, những cái gia vị, cái nguyên liệu nó hòa quyện vào nhau không lên cái màu phải đặc sắc là chịu hết nổi rồi. Khúc này là lên mùi thơm dữ lắm nha, ai ở gần là chảy nước miếng nha rồi. Rồi khi mình xào tầm khoảng được 30 giây nha, mực săn mà bắt đầu mình cảm thấy là giống như là hành tây, ớt chuông bắt đầu chín nhẹ rồi. Mình sẽ cho hết cần tàu, gốc hành và ớt vào.
ok cả nhà ơi, mời cả nhà thức cùng em nha. Tại sao nãy em nói nè, mình sao ba màu ớt chuông này thấy không? Nếu mà màu đỏ không thì nó chỉ có một màu, màu vàng không chỉ một màu, màu xanh không chỉ một màu. Nhưng mà khi mà mình kết hợp ba màu ớt chuông lại như vậy nè, xanh đỏ vàng, thì cái món ăn mà lên rất là đặc sắc cả nhà. Nó tăng thêm cái độ cuốn hút của món ăn nha. Và giống như là khi mà kích thích cái người mà đối diện mình, khi hoặc là mình làm món ăn cho người ta, ta thấy món ăn rất là ngon và trang trí rất là ngon và đẹp nha. Giờ em mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Quá ngon cả nhà, nó lên mùi thơm cực kỳ thơm luôn. Nó thơm thơm của mùi sa tế kèm với những cái gia vị nha, ăn vô đó là cuốn nha. Và món ăn khi mình nêm như vậy nha cả nhà, công thức nó rất là vừa ăn. Sa tế tuy nó cay nhưng mà nêm như vậy là không có cay nha. Mực sa tế cay nhưng mà cay kiểu mùi thơm mà rất là chịu, ăn rất là cuốn nha. Và khi mà mực, em hướng dẫn cả nhà cái mẹo để làm cho mực nó giòn và xào món ăn ngon, thấy không? Mực mình trộn sơ như vậy nè, khi mình trộn sơ thì ra món ăn mực nó rất là giòn luôn. Cả nhà nhìn con mực nó giòn mà khoanh nào khoanh đó nè. Và thứ hai là mình cũng nhận biết được là cái chỗ bán mực mình có uy tín hay không. Nếu như mà khi mà mình luộc mực lên mà nó không uy tín thì con mực nó sẽ không săn lên như vậy và nhìn nó không có độ ngon, nó sẽ giống như mực nhìn nó sẽ bị bụng á đó. Thì cả nhà biết được cái chỗ mình mua mực uy tín hay không nữa. Cái món xào sa tế này rất là cuốn này, mà đãi đám là rất là tuyệt vời luôn cả nhà, đãi tiệc của người miền Tây nè. Rồi món này có thể ăn cơm được, những tín đồ mà thích uống sinh tố nó mạch á thích ăn món này không? Cái cây dễ nhậu nha. Rồi nghe cả nhà ơi, cả nhà mà làm như vậy mà đãi tiệc phải không? Em nói cả nhà là nguyên xóm sẽ xin luôn, xin cái công thức này của cả nhà đâu. Và thứ hai là nấu cơm cho nguyên gia đình ăn nha. Thì em nói cả nhà là ăn sạch nồi cơm rồi đó, là bắt mắt luôn. Cả nhà xem hết video nhớ là cho em xin một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video, những công thức hay giá trị vào ngày mai và rất nhiều video bên dưới nha cả nhà. Cả nhà nhớ nha, nhớ xem hết video thì hãy cho em xin một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để không bỏ lỡ những video hay vào ngày mai và rất nhiều video giá trị bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.